Buổi tối nghe những cái tiếng gió rít và nó có một cái phát ra một cái âm thanh y như là cái tiếng người á cả nhà. Thì không có dám đi vệ sinh luôn. Buổi tối là chỉ ngồi ở bên trong container thôi chứ không dám ra ngoài. Tức là lúc đó là chỉ một mình anh nghe, có còn ai nghe thấy những cái âm thanh cái thường những cái âm thanh nó xuất hiện vào cái khoảng thời gian mà đêm khuya, cho nên là lúc đó là mọi người ngủ hết rồi. Thì mình mới buồn tiểu á, thì mới giật mình để đi tiểu, thì nghe những âm thanh đó là không dám đi ra phía sau luôn, thì đi vệ sinh phía trước thôi. Có khi nào ngói nó rớt cũng trúng đầu anh, của anh coi kìa. Cái cục đá kia nó muốn rớt luôn kìa anh. Cũ quá. Ủa rồi, cái cánh bên đây mình đứng đi qua đi nước này qua đứng nước. Này bên đây qua đây đỡ ra ha. Hạn chế đứng bên kia. Ủa, tiếng gì vậy? Thấy không, em nghi rồi mà. Nó anh nhìn kìa, những cái lỗ đó không? Đá tự nhiên cái nó muốn rớt chúng mà mắc lỗ luôn à. Ui. Trường học mình lại có cái lư hương này anh nhìn nè. Sao trường học? Ui. Thứ nhất là tiếng gió rít và thứ hai cái tủ nó rớt theo mà anh. Nguy hiểm chưa? Thấy nguy hiểm chưa? Nó lủng lỗ luôn à. Xin mến chào quý cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của Kha. Trước mặt Kha đây là anh Hòn, nhật ký du lịch, đã xuất hiện trên kênh của Kha rất là nhiều rồi. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Thì hiện tại thì Kha cùng với anh Hòn đang đứng ở một cái này gọi là cái gì anh? Đây là một cái trường học của Hòn. Trường học hả? Đúng rồi. Kha với anh Hòn đang đứng ở một cái ngôi trường mà rất là hoang phế rồi. Có lẽ cô chú anh chị nhìn thì không đoán được nó là cái trường, tại vì biển cấm, biển báo đồ nó mất hết rồi, không còn nữa. Cái này bỏ hoang bao lâu rồi anh? Cái này theo như anh nghĩ thì nó bỏ hoang tầm cũng cỡ 7-8 năm rồi. Tại vì lúc trước á, là cách đây hơn 2 năm là anh có làm việc tại khu điện gió ở đây á. Yeah. Thì đã thấy cái ngôi nhà, cái khu trường bỏ hoang này rồi. Yeah. Và hồi xưa là nó không có những cái hòn đá rồi như vậy đâu. Phía trước này là một cái bãi để đặt container. Yeah. Đặt container để cho tụi anh ngồi làm việc. Yeah. Thì phía sau này là một cái ngôi nhà bỏ hoang, nhưng mà buổi tối rất là mình nghe, thời điểm đó mình ở đây á, thì buổi tối nghe những cái tiếng gió rít và nó có một cái phát ra một cái âm thanh y như là tiếng người á cả nhà. Thì không có dám đi vệ sinh luôn. Buổi tối là chỉ ngồi ở bên trong container thôi chứ không dám ra ngoài, và cũng không dám để vào khu nhà này. Chỉ có ban ngày thì mới đi tới đi luôn thôi, chứ mà buổi tối là không dám vào. Ui. Tức là anh chia sẻ là lúc trước anh có từng làm ở đây hả? Đúng rồi. Lúc trước là anh đã từng làm ở khu điện gió phía sau. Phía sau đây là một công trình điện hoạt gió. Rồi, đúng rồi. À, là lúc trước là anh ở gần đây hay sao? Đêm anh có về hay là đêm anh ngủ hay luôn là thường xuyên anh mới thấy? Có những đêm anh ở lại trong bên trong container điều hành. À. Có những đêm thì về. Thì những buổi tối mà ở lại thì nhiều đêm là nghe những cái tiếng gió rít phía sau. Và những cái âm thanh phát ra nói chung là không có biết là cái âm thanh gì, nhưng mà rất là khó chịu. Đồ luôn, nổi óc không dám đi ra ngoài luôn, chỉ ở bên trong container thôi. Tức là lúc đó là chỉ một mình anh nghe, có còn ai nghe thấy những cái âm thanh cái thường những cái âm thanh nó xuất hiện vào cái khoảng thời gian mà đêm khuya, cho nên là lúc đó là mọi người ngủ hết rồi. Thì mình mới buồn tiểu á, thì mới giật mình để đi tiểu, thì nghe những âm thanh đó là không dám đi ra phía sau luôn, đi vệ sinh phía trước thôi. Tức là anh Hòn đây là một cái nhân chứng đã từng chứng kiến những cái điều bí ẩn ở trong cái ngôi trường bỏ hoang này. Và hôm nay là rất may mắn được anh Hòn chia sẻ với Kha câu chuyện và dẫn Kha đến đây để khám phá cái ngôi trường bỏ hoang này. Không biết hiện tại bây giờ là trong cái ngôi trường này còn cái gì trong đó không anh? Thì bây giờ sẽ đưa cô chú anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong để khám phá. Thì hiện tại nó là một cái khu đã bỏ hoang, không còn những cái vật dụng ở trong đây. Không anh ơi. Trước khi vào thì em muốn nói về một chuyện là lúc trước anh có khám phá với em một cái video, ở trong video đó là anh em mình chia sẻ cái cây thần linh đó. Đúng rồi. Cái video đó em thấy là anh rất là hồi hộp trong cái vấn đề tâm linh. Ừ. Bây giờ cái này anh trở vào anh có cảm giác là mạnh dạn để mình bước vào mình khám phá không?
À thì cái video trước là mình đi vào cái buổi thứ nhất là cái buổi chiều và trời nó mưa nữa, và cái thứ hai là anh đã gặp sự cố ở đó rồi. Yeah. Cho nên là video đó thì khi xuống tới chỗ thì cảm giác nó lạnh và nó rợn người. Yeah. Còn đây mình đi ban ngày nhưng là cũng hơi sợ nhưng mà nó cũng vẫn đỡ hơn là buổi chiều. Nói chung có tình huống gì thì cứ bình tĩnh nha anh nha. Rồi rồi. Đi ban ngày bây giờ em nghĩ chắc không sao đâu. Vì những cái âm thanh đó anh nghe thường ngồi ban đêm mà. Trên cửa viết cái gì anh? Ai quỷ gì vậy ta? Đây nè. Anh nghe anh ma anh quỷ gì ta? Cái này... Ủa? Sao cái này giống như người ta rải trấu để... cho gà cho vịt ăn vậy ta? Nè anh. Thấy không? Ừ. Trời ơi. Coi kìa. Có khi nào ngói nó rớt nó trúng đầu anh của anh coi kìa. Ừ. Cái cục đá kia nó muốn rớt luôn kìa anh. Cũ quá. Ủa rồi, cái cánh bên đây mình đứng đi qua đây nước này qua đây nước. Trời nó rớt một cái xuống đầu mình là thua luôn á. Hay bên đây đỡ này ha. Hạn chế đứng bên kia. Ủa. Tiếng gì vậy em? Thấy không, em nghi rồi mà. Nó anh nhìn kìa những cái lỗ đó không? Đá tự nhiên cái nó muốn rớt xuống mà mắc lỗ luôn à. Ừ. Không biết đá hay là ngói nó bể ra nữa. Đứng cẩn thận đây coi chừng nó rớt đầu á. Nhìn âm thanh gì vậy? Không biết nữa. Tự nhiên mình vừa bước vô cái. Trời ơi. Cái này lúc nãy anh nói là cái gì anh? Đây là một cái trường. Anh dặm cái gì dưới chân anh kìa? Ủa. Phan. Cái trường học hả? Ừ, trường học. Trường học mà sao bên đây có lá cây mà trong bên đây có nhang vậy anh? Có nhang có quẹt này. Ủa mà sao bên đây có cái gì? Ui. Ui. Ủa gì Kha? Sao? Khoan, sao cái này vậy? Mình bước vào nó liên tục nó cứ lăn. Trong bàn này có cái lư hương này anh. Ủa sao trường... Không sao, không sao đâu. Sao trường học mà lại có cái lư hương này anh nhìn nè. Sao trường học... Ui. Ủa vậy? Hồi nãy mình lúc mình vô về đâu có ai không anh? Không ai. Thôi cái đầu hút chết rồi mình. Ừ. Thôi ớn nè. Từ từ để em coi thử coi kìa. Ủa trong đây hụt vẹt nhiều lắm anh. Đúng rồi. Kìa. Đó anh nói trong đó có hụt vẹt hả? Đúng rồi. Dưới đây cái đó này. Không có hụt vẹt coi chừng nó chết. Coi không có hụt vẹt tim. Con đặt nha. Con đặt ống tim. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá ta. Thôi. Ủa sao nhen rồi nó tắt. Trong trường hợp mà tao bỏ cái này vô tao để nó vô tắt làm gì ta. Mở được không? Không, thì không được. Cái gì vậy ta? Lạ nha. Thường cái trường học đó là người ta không có thờ phượng cúng kính gì đâu. Đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ là chắc có cái vấn đề gì đó bên trong đây cho nên là mới phát hiện ra nhiều nhân vật luôn. Cái gì vậy anh? Tức là anh chia sẻ là lúc trước là ban đêm á. Ừ. Anh thường anh thấy những cái biểu tượng gì ở đây? Buổi tối á, là anh nghe những cái tiếng mà bây giờ đứng trong này nói thấy cảm thấy hơi sợ cũng ớn ốc luôn á trời. Buổi tối á, là thường là nghe những cái tiếng mà thứ nhất là tiếng gió rít và thứ hai chủ nó rớt theo anh. Đù. Nguy hiểm chưa, anh thấy nguy hiểm chưa, nó lủng lỗ luôn à. Đúng rồi, đứng này nói tối tiếp đi. Ớn quá. Là lúc trước á, là anh nghe những cái tiếng mà gió rít ở phía sau cái những cái container mà tụi anh ở. Yeah. Nghe những tiếng gió rít và kèm theo đó thì thỉnh thoảng nó có một vài những cái âm thanh gì đó mà tụi như là ui sao có ai giống như ai rồi em vậy ta? Ủa sao giống như ai rồi em nó giật cái bắn người lên vậy ta? Nó lạnh chỗ luôn rồi. Anh kể tiếp anh. Và những cái âm thanh mà nó tự dạng như là một cái tiếng phải nói sao chính xác là nó vừa là tiếng gió mà nó vừa xen lẫn vào đó những cái tiếng mà giống như tiếng trẻ em vậy. Ghê vậy anh? Ừ, cho nên là lúc đó là không dám đi ra ngoài luôn. Và mới gọi những cái người bạn mà làm chung anh vậy á, thì khi mà gọi mọi người vậy thì lại không còn nghe những cái tiếng đó nữa. À, chỉ là một mình anh nghe thôi hả? Đúng. Nguy hiểm quá em. Nó cứ liên tục nó rụng vậy ta. Là anh cảm giác được là cũng như
Y như âm thanh trẻ em nó đùa nó dở vậy. Đúng rồi. Như như âm thanh trẻ em mà đang nói chuyện với nhau vậy. Đêm nào anh cũng nghe hay sao? Thỉnh thoảng cứ khuya cách 1-2 hôm thì mới nghe một lần. Dạ. Kỳ. Và thường những âm thanh nó xuất hiện vào lúc 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Đúng. Còn lúc sớm là vẫn bình thường không nghe gì hết. Cái này được bỏ hoang bao lâu anh biết không? Cái thời điểm mà anh làm cách đây là cũng hơn 2 năm rồi. Thì lúc đó đã có cái khu này đã bỏ hoang rồi. Dạ. Thì anh nghĩ là cái thời gian nó phải trên nó nữa. Năm số 5 đến 7-8 năm. À. Cái này làm cho em thắc mắc. Cái này là cái... Nếu như cái trường học của trẻ em học thì cái này là em nghĩ chắc cái bếp đúng không anh? Đúng rồi. Cái bếp để nấu ăn cho trẻ em không ăn á. Nhưng mà tại sao ở dưới bếp mà người ta lại thiết kế một cái bảng để viết chữ lên ta? Theo anh nghĩ thì cái bảng này có thể là sẽ viết những cái kỹ thuật đơn hoặc những công việc mà cần ở trong bếp. À vậy hả? Làm em thấy lạ nãy giờ là tại vì sao mà ở trong trong cái phòng ăn của cái trường học mà lại có một cái tấm bảng như thế này để người ta làm cái gì đó. Thường thường những cái tấm bảng người ta để ở trên cái phòng dạy mà. Đúng rồi. Thì đó anh nghĩ là như vậy, anh nghĩ là có thể là những cái tấm bảng này để viết những cái thực đơn hàng ngày hoặc là những cái công việc cần làm của nhà bếp. Đừng giảm kim nha. Làm em giật mình không anh? Bên đây mình. Cái nhà kia đóng cửa rồi không ai? Ừ. Bụi không không? Lúc trước mà anh buổi tối là nghe những âm thanh như vậy á, thì khi sáng anh mới lăn ra anh hỏi những cái ngôi nhà mà gần đây thì có thể là họ không hiểu một lý do gì đó mà họ không dám kể. Không dám kể luôn hả? Ừ, chỉ có họ nói cho qua chuyện thôi và cũng không dám kể về nguyên nhân vì sao cái ngôi nhà cái khu trường học này bỏ hoang. Dạ. Yeah. Ừ, có nghĩa là họ không muốn chia sẻ. Gờ dính cửa đó luôn đó hả? Cái phòng này mình em thấy có cửa sâu, mình đi vô mình mở cửa sâu thử anh. Em nghĩ đó. Ủa, đi qua viên qua cái chỗ này em nghĩ chắc nãy giờ là bên đây nó rụng xuống đó, chứ không phải thôi. Mở nè, đâu có ai rồi đâu. Ui, bụi nó rậm hết anh ơi. Thôi khỏi mở đi. Bụi nó rậm nó che hết cái cửa luôn rồi. Không đâu, đâu. Ừ quá. Bây giờ mình thử mình đi vô bên cái phòng bên kế bên ạ. Ui, giờ này mới thấy cái này luôn anh, cái gì vậy trời? Giống như cái dấu bàn tay đúng không? Ghê vậy ta. Đừng có rồi vô đó chứ, mình nhìn thôi. Ớn vậy hả? Đây đi. Ui, giờ mới thấy cái này luôn nha. Rồi. Anh biết anh một người con gái mà biết mấy chút ít lắm. Trường học mà lại có lư hương để thắp hương mới là một cái điều khó hiểu. Hình như em thấy mấy cái căn phòng bên đây có phòng nó khó phải không anh, vô không được không? Ừ, phòng này nó đóng cửa rồi. À. Và cái ổ khó này. Cẩn thận dưới chân anh. Ổ khó này. Vậy là phòng này khó vào không được rồi. Đúng rồi, reset còn khó rất là lâu rồi, reset. Ui. Sao trước cửa trường mà nó có cái gốc cây cổ thụ ta? Vậy là chứng tỏ là cái ngôi trường bỏ hoang này, cái thời điểm bỏ hoang có thể là còn hơn những anh dự đoán nữa. Gì cái hả? Thời gian còn hơn anh dự đoán nữa. Ghê tại ta. Vì phía trước nó có gốc cây này. À. Đi qua bên đây. Một phòng đóng cửa. Phòng này cũng đóng cửa luôn. Ui, trên đầu anh ơi, con hận. Nó rớt một cái là nó rớt một cái là này mình thôi luôn á, con này nó mục đến cái cỡ này mà. Đi qua bên đây cho mình. Ui, trong kia có giỏng ta treo ta nằm nữa kìa. Bên trong nó có giỏng ta treo ta nằm được. Đây, coi những cái vách này. Ui, hết rồi. Cái dấu mà xây cái gạch thể này em nghĩ thật lâu lắm rồi. Tại vì bữa nay trường học bữa nay đâu có ai xây gạch thể này đâu. Dây điện rồi chắc em nghĩ là lâu quá hết xài rồi hả? Kèo rồi nó mục hết luôn anh. Cẩn thận nha, dạ. Kèo cây rồi. Thì anh coi nè. Anh coi cái cây trứng cá mà nó đâm dưới nó đâm lên.
lũng lũng đờn năm luôn á. Thì có thể là cái ngôi trường này nó bỏ hoang rất là lâu, lâu hơn cái dự kiến mà anh nghĩ nữa. Dạ, lâu rồi đó. Cái gì anh tuôn gì vậy? Ừ, tuôn cửa hả? Không em, âm thanh gì ở trên mái đó. Trời quá rồi. May mắn thì có anh, mỗi lần có âm thanh cái mình nhìn lên đây mình thấy mấy miếng quán nó rớt nè. Hồi như em nghĩ chắc nãy giờ là do ngói nó rớt tự nhiên hay sao á. Chứ một cái kiểu này mà nó muốn rơi vãi luôn, người thấy không? Nhưng mà may mắn anh em mình đứng ở đây nãy giờ. Ui, có khi nào là cái chỗ này à? Dạ. Những cái người hút chích hồng hoa không? Tại vì anh thấy có những cái giọng. Đúng rồi. Những cái giọng hồ treo này. Hôm nay có tấm bảng dạy học nữa này. Có cái đồ hút chích vào anh. Ừ. Đúng như thôi. Về quá, bây giờ căn phòng này nó mở cửa sẵn đây. Hơi bẩn xíu nha. Ừ. Thôi quá. Bộ đồ của ai nè? Ổn nha. Đúng, anh nói đúng á. Vô hút chích họ vào đây họ. Họ ẩn ẩn mình trong đây để làm những cái điều tệ nạn đó. Cẩn thận chứ chân em nha. Dạ. Cẩn thận hút kim tim á. Ghê quá. Rồi cái cửa này anh mà đụng một cái là nó văng ra luôn nha. Ghê quá. Đi vào bên kia. Ôi, không dám đi trước rợ người. Sao không? Mình nhớ lại cái thôi để đi. Để đi trước đi. Ôi cái này giấu người ta bị khó ra nè anh. Anh coi nè. Ừ. Ủa có còn dính luôn thấy không? Vì cũng có thể là những người hút chích á. Đúng rồi, giấu bị khó luôn. Wow. Trời, rất là nhiều quần áo luôn. Cái quần áo này dày như thế này. Thấy không? Ừ. Phòng này nó hôi ghê luôn á. Ngợp chón dán luôn anh. Ừ. Ừ. Hôi quá. Trời ơi. Ôi. Cái gì vậy? Em có cảm giác là mình tới đây có cảm giác nó cái luồng gió lạ không? Không biết, em thấy cái áo treo kia em giỡn mắt quá. Bước vô nhà nó giỡn ốc thôi. Ừ. Anh vừa bước vào là anh giỡn anh nhảy ra luôn. Cửa mở được không? Những cái phòng kia anh đi vô nó. Cho cái phòng này nó kỳ thôi. Tới chỗ tâm linh rồi mình vô phòng tâm linh, nhà tâm linh rồi mình gõ cửa ba cái. Anh coi nè, dấu ai quyết dọn lại gom đúng không? Ừ. Nhưng mà ai vào đây để quyết làm cái gì vậy ta? Bỏ gì mà ai vào quyết làm cái gì nữa? Nhìn cái treo cái áo rồi đi làm gì vậy nè? Đó thì lúc nãy anh mới bước vào. Cảm giác nó khác khi mà đi vào hai ba những cái phòng trước. Thì khi vào đây cái nó có một cái luồng gì đó nó dọn dọn mà nhìn thấy cái áo nữa anh nhảy quật ra ngoài đi. Lấy tự nhiên em vừa bước vào đây cái nó ốc ép da gà nữa trơn trời. Không biết cái phòng này có cái gì nữa. Ai treo cái áo ở đây ghê quá. Anh có cảm giác cái điều rất lạ không ạ? Thường thường mấy cái chỗ bỏ hoang lâu năm gì á, mấy cái miếng sắt gì á, có hút chích vào đây giờ lấy hết rồi. Đúng rồi. Sao miếng này nó không lấy ta? Nhưng mà có hút chích vào đây là cái miếng này nó lấy nó bé phế liệu rồi á. Coi chừng rắn anh. Coi chừng rắn. Ốm quá ta. Ừ.
bóng điện. Bò mà vừa đi hết rồi sao? Bỏ hôn từ khi nào cũng không biết luôn mà. Rất là lòng. Bên này có một cái bệ gì nữa ta? Cái này thì em nghĩ là họ thiết kế nha, để họ để ho lên hoặc là để một bức tranh vào trong đây nè. Nhưng mà có lẽ họ họ gỡ rồi đó. Chỗ cắm điện vẫn còn ngàn vàng, chứ chỉ có điều là nó cháy thôi, nó cũ thôi. Ở trước đây có những cái tảng đá to. Anh có biết những tảng đá này từ đâu chuyển tới đây không anh? Những cái tảng đá này là về sau này mới chuyển tới, tại vì lúc trước ở đây là một cái bãi nó vắng lắm. Cái bãi phía trước này là để đặt những cái container làm việc, nơi mà tụi anh làm việc phía trước đây. Thì không có những cái tảng đá này. Thì bây giờ tới lại thì mới thấy xuất hiện những cái tảng đá đây. Đó thì hồi đó là cứ ở bên trong container vào buổi khuya là cứ giúp mình dậy đi tiểu là anh là lâu lâu lại nghe những cái tiếng mà âm thanh nó kỳ lạ, không dám ra luôn, chỉ có đi vệ sinh phía trước thôi, không dám đi ra phía sau. Rồi, tôi ghê quá. Phòng này khó cứng không anh ơi? Khép lại em, khép bên này, khép bên cửa này nè, em cửa này nè, khép. Một nát hết. Em sợ nó rớt ẩu không à? Ở bên đây đỡ, bên đây thì ngói nó cứng nè. Bây giờ mình đi qua bên hông này, mình coi thử có gì không anh đi. Bên hông phía sau nè. Ơi, đụng. Nó mục lắm anh, đụng cái nó rớt trúng đầu á. Mình đi qua bên phía sau đây đi. Gai, con tao nghe. Gai keo nè. Sợ tự nhiên biết qua cái, em biết qua sau. Ây da. Hồi sau này thì có mấy cái hồ nước. Chả có cái gì hết. Đây, bên đây có một cái cửa sổ không? Cửa sổ không? Ừ, mình nhẹp lại nè. Xây bít luôn ha. Có xây bít rồi anh. Người ta xây bít rồi. Nhưng mà anh đang thắc mắc là tại sao là đã xây bít rồi thì còn nẹp cái này lại để làm cái gì ta? Không hiểu nữa. Họ sợ người ta leo vào để phá hay sao á. Chắc là vậy. Ủa ngoài sau gai không hả anh? Sau gai. Gai quá đừng rọ ra lọ ra nó đâm lúng chân á. Đi vào cửa vào thôi. Theo như cái lời anh chia sẻ là lúc nãy á, trước đây là một cái ngôi trường học. Đúng rồi. Trường học này chắc là trường học tiểu học ha. Đúng rồi, trường tiểu học đó. Và từ khi bỏ hôn đến bây giờ thì nói chung là anh Hồng cũng không biết là bỏ hôn từ bao giờ luôn. Chính xác, không biết là thời gian bỏ hôn từ khi nào luôn. Chỉ là khi mà làm việc ở đây là đã thấy nó đã bỏ hôn rồi. Và cái điều làm cho anh ớt nhất là chứng kiến những cái cảnh tượng nó vào ban đêm. Đúng rồi. Và một cái nữa là như lúc nãy anh có chia sẻ là khi buổi sáng lân la hỏi những cái nhà xung quanh để tìm hiểu về cái ngôi nhà. Đúng, thực sự nếu như không có những âm thanh kỳ lạ đó thì anh sẽ không hỏi để làm gì. Thì mới nghe những âm thanh kỳ lạ đó thì mới lân la hỏi những người ở gần đây để xem họ biết gì về cái ngôi trường học bỏ hôn này không. Nhưng mà đa phần là không ai dám chia sẻ. Thì không hiểu một lý do gì đó mà họ không dám chia sẻ, họ chỉ nói cho qua chuyện rồi thôi. Không khi nào họ sợ là cái đây là cái trường học rồi họ chia sẻ lên nó dính tới cái vấn đề chính trị chính em. Cái đó thì anh cũng không rõ, nhưng mà họ không chia sẻ cho mình biết, không biết. Nhưng mà em nghĩ là bỏ hôn tới cái cỡ này là em nghĩ sau này nếu mà như mà có phục chế lại chắc là cũng chưa biết là người ta có làm lại cái trường học hay không nữa, hay là làm cái gì đó. Miếng đất là rất là rộng. Và cái khu này bây giờ là em nghĩ chắc là cái mấy cẩu mà chỉ cần đưa đụng nhẹ cái nó sập hết luôn. Đúng rồi. Một quá rồi mà. Nãy giờ cô chú anh chị xem video có cảm nghĩ như thế nào về những cái căn phòng ở trong cái trường học bỏ hoang này và những lời của anh Hồng chia sẻ, thì cả nhà hãy để lại cho Khâm một cái bình luận để Khâm biết nha. Ớn lạnh nhất là những cái cảnh tượng lúc nãy mà anh em mình bước vào, những cái âm thanh của ngói nó tự động nó rớt xuống, mình sợ trúng đầu mình không, nhưng mà không có trúng nha. Rất là ớn lạnh luôn. Và trong trường thì hiện tại bây giờ là không còn cái gì cả, đồ đạc người ta đi lấy hết rồi, chỉ còn lại là những cánh cửa và những cái rác rến lặt vặt ở trong trường thôi. Và đặc biệt dưới cái ngôi nhà bếp lúc nãy thì có được còn lại một cái cạc rơi cũ
đó, và có những cái điều cũng khá là bất thường đó, một cái chiếc lư hương và một cái bó hương. Thường là những cái trường học là người ta không có thờ phượng gì cả, nhưng mà cái điều kỳ lạ này làm cho mình thắc mắc nãy giờ. Thì cả nhà có cái suy nghĩ gì về video này thì hãy để lại cho Kha một cái bình luận cho Kha biết. Hoặc hãy chia sẻ video này giúp Kha nhé, để giúp Kha có thêm nhiều tương tác. Em cảm ơn anh Hoàng đã chia sẻ đến em về cái câu chuyện thật hư ở trong cái môi trường bỏ hoang này. Bây giờ có lẽ Kha cùng với anh Hoàng xin khép lại video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một cái video tiếp theo. Qua một ngày mới xin chúc tất cả mọi người vui vẻ và thành công cuộc sống. Bây giờ xin phép chào, hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.